Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ cảnh giới, những gì là 10, đó là thị hiện vô biên môn pháp giới khiến cho chúng sinh đều được vào là cảnh giới của Bồ Tát, thị hiện sự trang nghiêm tốt đẹp của tất cả thế giới khiến cho chúng sinh đều được vào là cảnh giới của Bồ Tát phá vãng tất cả cõi chúng sinh đều phương tiện khai ngộ là cảnh giới của bồ tát nơi thân như lai sinh ra thân bồ tát nơi thân bồ tát sinh ra thân như lai là cảnh giới của bồ tát nơi cõi hư không hiện thế giới nơi thế giới hiện cõi hư không là cảnh giới của bồ tát nơi cõi sinh tử hiện cõi niết bàn nơi cõi niết bàn hiện cõi sinh tử là cảnh giới của bồ tát trong ngôn ngữ của một chúng sinh sinh ra ngôn ngữ tất cả phật pháp là cảnh giới của bồ tát dùng vô biên thân hiện làm một thân một thân hiện làm tất cả thân khác nhau là cảnh giới của bồ tát dùng một thân sung mãng tất cả pháp giới là cảnh giới của Bồ Tát trong một niệm khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ đề tâm đều hiện vô lượng thân thành đẳng Chánh Giác là cảnh giới của Bồ Tát đó là mười nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được cảnh giới đại Trí Huệ vô thượng của Như Lai Phật tử đại Bồ Tát có mười thứ lực những gì là mười đó là thâm tâm lực vì chẳng tạp nhiễm tất cả tình đời tăng thượng thâm tâm lực vì chẳng bỏ tất cả phật pháp phương tiện lực vì việc làm các cõi đều rốt ráo trí lực vì biết rõ tất cả tâm hạnh nguyện lực vì tất cả sở cầu khiến cho viên mãn hạnh lực vì hết thùa vị lai chẳng dứt thừa lực vì hay sinh ra tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa thần thông lực vì trong mỗi lỗ chân lông thảy đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả như lai xuất hiện ra đời, bồ đề lực, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm thành Phật, không đoạn tuyệt. Chuyển pháp luân lực, vì nói một câu pháp đều xứng với các căn dục của tất cả chúng sinh, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được mười lực nhất thiết trí vô thượng của chư Phật.